Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của Miss My English, học tiếng Anh từ số 0 đến 11 quốc tế. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến một video tiếp theo, phần chữa bài đọc của sách Succeed in B1 Preliminary. Hôm nay thì chúng ta sẽ làm phần số 2, câu hỏi số 6 đến 10. Ở đây các bạn sẽ có 5 người, mỗi người thì sẽ có những yêu cầu riêng. Và sau đó thì các bạn sẽ đọc 8 đoạn văn và mình chọn một đoạn văn mà miêu tả phù hợp nhất, đáp ứng được nhu cầu của từng người ở bên trên này. Đó, thì việc của chúng ta là gì? Đầu tiên là các bạn sẽ đọc yêu cầu xem mình cần tìm cái gì, đúng không ạ? Sau đó các bạn sẽ tìm thông tin khớp ở trong các đoạn văn nào mà đáp ứng đúng và đủ thì chúng ta sẽ chọn. Nào, chúng ta bắt đầu luôn với cả người số 6. Bạn này thì các bạn đánh dấu vào những thông tin gọi là keywords, là từ khóa này. Thứ nhất là gì? Bạn này thích các môn thể thao dưới nước, đúng không ạ? Water sports. Tiếp theo là gì ạ? Go sailing next summer, đúng không ạ? Rồi bạn này muốn đi gì ạ? Chèo thuyền vào mùa hè tới with his friend, cùng với bạn bè nữa, đúng không ạ? Rồi thứ ba là gì ạ? He works in a shop and doesn't have much money. Không có nhiều tiền. Rồi đây là một thông tin rất quan trọng. Đó, thế chúng ta có 3 cái, đúng không ạ? Số 6 này các bạn chú ý là thường mình sẽ không chọn đáp án A, cho nên mình có thể bỏ qua A và bắt đầu đọc từ B. Đó, mình có thể đọc nhanh nhá. Câu B là speak up, là gì ạ? Những nhân vật nổi tiếng thì thảo luận về những câu chuyện chính ở trong ngày. Đúng không ạ? Các bạn lướt nhanh xem là có môn thể thao không, đúng không ạ? Đấy, các bạn có gì ạ? Chính phủ này, rồi thì gì ạ? Các đảng phái chính trị này. Đấy, câu này không phải rồi, đúng không? Đó, mình có thể đọc nhanh như thế. Câu C, summer holidays. Đây là một gì ạ? Đây là một cái chương trình về cái gì nhỉ? Trình bày một cách thực tế và trung thực về một số những kỳ nghỉ hè mà được cung cấp trong năm nay. Đó, và chương trình tối nay thì gì ạ? Thì có bao gồm một cái weekend in Disneyland in Paris. Đó. Thế đây có gì ạ? Cheap sailing holidays. Các bạn đánh dấu vào đây, mình có cheap sailing holiday. Đó. Đó. Thứ nhất là mình có thông tin là gì ạ? Là sailing holidays. Thứ hai nữa là gì? Các bạn có thấy có từ cheap, cheap có nghĩa rẻ. Thì nó sẽ khớp với bạn bên trên bởi vì sao ạ? Bạn ấy cần một cái chuyến đi mà không đắt, đúng không ạ? Rồi. Đó, ở đây thì có gì ạ? Tức là có những cái chuyến đi chèo thuyền giá rẻ ở gì ạ? Mediterranean, là gì ạ? Địa Trung Hải. Và shopping and sightseeing trip, tức là gì ạ? Là một cái chuyến đi mua sắm và ngắm cảnh ở tới gì ạ? Tới New York. Thì chúng ta thấy là thông tin này đã phù hợp chưa? Tất cả những người này người ta đều cần ở nhà và xem TV đây, đúng không ạ? Ok, đó. Thì câu số 6 này các bạn thấy là gì ạ? Thứ nhất là thông tin sailing nhà mình có rồi. Thứ hai là thông tin gì ạ? Cheap đồng nghĩa với lại gì ạ? Doesn't have much money. Đó. Cho nên là câu số 6 này các bạn sẽ chọn được luôn đáp án là C, đúng không ạ? Ok, đó, các bạn sẽ chọn được đáp án là C luôn, đúng không? Nếu các bạn muốn chắc chắn hơn thì mình có thể đọc thêm các đoạn tiếp theo, ok? Đó, ví dụ mình đọc D này, này cooking thì cái này không phải, rồi bạn này không phải là gì ạ? Là nấu ăn. E là weather, nghĩa là nói về thời tiết thì cũng không phải này. F là gì ạ? Nói về óc sáng tạo, thì bạn này cũng không quan tâm óc sáng tạo mà bạn đang quan tâm đến thể thao. Và đây là Death in Paris. Thì ở đây mình có Mafia, cái gì đó cũng không phải, đúng không? Ok, và cái này là gì? Born to Run, sinh ra để chạy. Thì bạn này cũng không phải là gì ạ? Là quan tâm đến việc chạy mà bạn quan tâm đến water sport, là môn thể thao dưới nước cơ. Đó, thì con này sẽ chọn C. Đó, thì các bạn có thể dựa vào những cái tiêu đề của đoạn văn ấy để mình đoán được nội dung, đúng không? Để đọc cho nhanh. Số 7 này, bạn này là một người lãng mạn, đúng không ạ? Bạn thích xem cái chương trình về real people. Đó, bạn đánh dấu vào đây, về những người có thật này. And their lives, đúng không ạ? À, người này người phải có thật. Và cuộc sống của họ, đúng không ạ? Rồi, người phải có thật. Tiếp theo là gì ạ? Bạn này đặc biệt yêu thích các chương trình về những người mà đã đối mặt, vượt qua với khó khăn trong cuộc sống, đúng không ạ? Phần chúng ta đánh dấu vào đây, cope with problems in their life, đúng không ạ? Vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Câu 7 để có thể chọn A này, các bạn có thể đọc A này. Đấy, thế giới xung quanh chúng ta. Đây là một chương trình nghiên cứu hấp dẫn, thú vị về cái gì đấy ạ? The Ancient Egyptian Pyramids, nghĩa là kim tự tháp Ai Cập cổ, đúng không ạ? Và cái khu vực xung quanh sông Nin ở Ai Cập. Thì bạn này có quan tâm đến Ai Cập không ạ? Tiếp theo là gì ạ? Cái khu vực này thì đẹp, đúng không ạ? Và cái việc quay phim gì ạ? Documentary là gì? Đó chính là phim tài liệu thì xuất sắc bởi vì nó được thực hiện một cách cẩn thận. Bên cạnh những con lạc đà rất là rõ ràng thì cũng có những hình ảnh thú vị về những loài động vật sa mạc khác và các loài cây. Thì bạn này không quan tâm đến sa mạc đâu, đúng không ạ? Bạn này quan tâm đến những người có thật. Thì bạn có thể đọc nhanh cái C là gì ạ?
thì không chọn rồi. D là cooking. Đấy, chương trình nấu ăn thì các bạn đọc nhanh thì cũng sẽ là không phải. Đấy, chương trình nấu ăn thôi. E là weather, không phải này. Đây là óc sáng tạo này. Óc sáng tạo thì đây là một trong số những chương trình được yêu thích nhất trên TV vào thời điểm này này. Thảo luận về những chủ đề liên quan đến gì ạ? Mỹ thuật đúng không? Nó cái này không phải. G là cái chết ở Paris. Đó, ở đây thì đây là một bộ phim đúng không ạ? Đây là một bộ phim mà nói về mafia ở Paris này đúng không ạ? Mặc dù đã có những diễn viên giỏi ở trong bộ phim này nhưng mà câu chuyện thì lại không gây hứng thú hoặc là thú vị này đúng không ạ? Khó để hiểu điều gì xảy ra đúng không? Đó, thì ở đây nó cũng không phải là đang nói về người có thật và họ vượt qua khó khăn, vượt qua vấn đề đúng không ạ? Còn câu này là gì ạ? Đây, một câu chuyện thú vị về một người đàn ông mà đã học gì ạ? With learning difficulties who overcame the problem in his life, đúng không? Tức là gì ạ? Người ta đã có thể vượt qua những cái vấn đề trong cuộc sống, đúng không? Bằng cái gì ạ? With great talent for athletics, bằng cái tài năng tuyệt vời về điền kinh. Đây là true story, các bạn đánh dấu vào. Đây là true story. Đây là một câu chuyện có thật đúng không ạ? Đó. How one person did his best. Đấy, là một người đã nỗ lực hết sức như thế nào và giúp cho nhiều người khác mà có vấn đề tương tự. Đấy, mọi người đều thích cái kết hạnh phúc của cái bộ phim này. Đó. Thế thì câu 7 này các bạn sẽ thấy là gì ạ? Đáp án là H, đây là phù hợp. Đúng không ạ? Câu số 8, đây là một giáo viên môn địa lý và ở trường cấp 2. Ông ấy thích những chương trình về travel and the environment. Đấy, các bạn đánh dấu vào đây ạ. Travel and the environment in general. Tức là gì ạ? Là thích tìm hiểu về du lịch và môi trường nói chung và quan tâm đến wildlife. Ok. Thì các bạn hiểu như wildlife đó chính là gì ạ? Là động vật hoang dã. Ok. Động vật hoang dã nhé các bạn. Wildlife là động vật hoang dã. Đó. Thế thì chúng ta đọc hết tất cả các đoạn rồi các bạn sẽ thấy đoạn nào nó sẽ liên quan đến gì ạ? Điện lý này, động vật hoang dã rồi môi trường rồi gì ạ? Du lịch. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là đoạn A, the world around us, đúng không ạ? Đó, thì đây là gì ạ? Cái chương trình về gì ạ? Cái kim tự tháp cổ của Ai Cập đúng không ạ? Đấy, rồi khu vực xung quanh dòng sông Nin này. Đó, thì đây chính là nói về điện lý, đúng không? Đó, các bạn đánh dấu vào đây là the area beautiful này, đúng không? Đấy, thì bạn đánh dấu vào những cái thông tin đó chính là gì ạ? Đấy, thứ nhất là liên quan đến kim tự tháp Ai Cập cổ này. Rồi thứ hai đó chính là gì ạ? Khu vực xung quanh của sông Nin này. Đấy, thì đó chính là liên quan đến địa lý. Gì nữa? Đó chính là obvious camels. Đấy, những con lạc đà. Đấy, hình ảnh rất là rõ ràng này. Xong còn có cái gì nữa ạ? Many interesting images of other desert animals and plant life. Đó. Thế đây chúng ta sẽ có các loài động vật ở trên sa mạc đúng không ạ? Đó thì đó chính là wildlife. Đó. Các bạn sẽ tìm được các cái thông tin mà khớp đó chính là những từ đồng nghĩa với lại các từ có ở trong cái yêu cầu của người ta. Đó, cho nên câu 8 các bạn sẽ chọn đáp án là A. Câu 9, Jane thì là một người có thiên hướng về nghệ thuật đúng không ạ? Artistic person. Gì nữa? Bạn này thích make things and painting in her free time. Nó thích làm ra gì ạ? Những đồ vật này và painting, tức là gì ạ? Thích vẽ tranh trong thời gian rảnh. Bạn thích visiting art galleries and museums. Đấy, thích đến thăm những cái gì ạ? Đấy, art galleries tức là những cái buổi triển lãm, phòng trưng bày đúng không ạ? Những phòng trưng bày về mỹ thuật và bảo tàng đúng không? Đó thì trong này các bạn sẽ có thể tìm được đáp án nào ạ? Đó chính là The Creative Mind, đúng không? Đây, đó chính là gì ạ? Một trong số những chương trình yêu thích nhất trên TV vào thời điểm hiện tại, đúng không ạ? Nó thảo luận về những gì ạ? Chủ đề mỹ thuật khác nhau, đúng không? Từ những bài đánh giá về các cái buổi triển lãm cho đến thông tin về những gì ạ? Major and smaller galleries and museums. Đấy, các bạn đánh dấu vào đây. Đấy, chúng ta sẽ thấy có gì ạ? Different artistic themes, đúng không? Đấy, cụ thể là gì? Đấy, exhibition này, rồi gì ạ? Major and smaller. Major là lớn ấy, còn smaller là nhỏ hơn, tức là những bảo tàng và những cái phòng trưng bày lớn và nhỏ hơn, cho đến gì ạ? Những cái buổi phỏng vấn với những họa sĩ này, nhà văn này, diễn viên và nhạc công. Đó, thì câu 9 các bạn sẽ chọn đáp án là F, đúng không?
Rồi cuối cùng, bạn này làm việc ở ngân hàng và rất là quan tâm đến finance and politics. Đấy. Rất là quan tâm đến gì ạ? Tài chính và chính trị. Đó, tài chính và chính trị. Tiếp theo là thích đọc báo mỗi ngày và muốn gì ạ? Muốn biết what's going on in the world. Là đánh dấu vào đây what is going on in the world, tức là gì ạ? Điều gì đang xảy ra trên thế giới. Tức là bạn này muốn cập nhật thông tin trên thế giới này, và chủ đề đó chính là tài chính và chính trị. Đó. Thế thì các bạn sẽ thấy đoạn nào nó sẽ liên quan đến tài chính và chính trị. Ok, cái death in Paris thì không phải rồi, cookery nấu ăn thì cũng không phải đâu ạ. Weather. Weather là đây là thời tiết thôi đúng không? Đó, cái này là liên quan thời tiết. Thế thì chúng ta còn đáp án là B đúng không? Đó, ở đây các bạn sẽ thấy là gì ạ? Là những nhân vật nổi tiếng sẽ thảo luận về the main stories of the day. Đánh dấu vào đây ạ, the main stories of the day. Đó. Tức là những câu chuyện chính ở trong ngày, thì đây chính là những điều gì đang xảy ra. Đúng không? What is going on in the government? Đúng không ạ? Điều gì đang xảy ra ở gì ạ? Trong chính phủ này. Đấy, trong chính phủ này, gì nữa ạ? Who is attacking who in the political parties, đúng không? Đấy, tức là gì ạ? Ai đang tấn công ai trong các đảng phái chính trị. Đấy, các bạn đánh dấu vào đây. The political parties, đảng phái chính trị. Đúng không? Gì nữa? Nó luôn luôn là một chương trình kiểu sôi động, bởi vì là các cái sự kiện này, cả ở trong nước và nước ngoài, đúng không ạ? Các đánh dấu đây, both at home and abroad, cả ở trong nước và nước ngoài, thì được thảo luận với cái gì ạ? Đấy, được thảo luận với sự nhiệt tình, rất với sự nhiệt tình tuyệt vời đấy ạ. Ok, đó, thế thì câu này các bạn sẽ chọn đáp án là B, đúng không ạ? Đó, câu này các bạn chọn đáp án là B, đúng không ạ? Rồi các bạn sẽ tìm được thông tin khớp rất là rõ ràng ở trong các đoạn văn rồi đúng không ạ? Thế thì có 3 đoạn chúng ta sẽ không chọn, bởi vì sao? Đó. Mỗi người này thì quan tâm một chủ đề khác nhau, nên là bài này thì nó khá là dễ để tìm được rồi, đúng không? Ok, rồi đấy là gì ạ? Phần chữa của phần số 2 ngày hôm nay. Nếu các bạn cảm thấy video hữu ích thì các bạn hãy nhấn nút like và các bạn hãy nhấn nút đăng ký để theo dõi các video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.